Chúng tôi đã giành quyền đi tiếp nên trong đầu cầu thủ giảm đi chút quyết tâm, tinh thần. Việc đã giành suất đi tiếp đã khiến các cầu thủ phần nào đó thiếu đi tập trung trong thời khắc quyết định. Tôi không trách các cầu thủ nhiều, bởi mục tiêu giành quyền đi tiếp đã đạt được và các cầu thủ đều được thi đấu. Ông Philippe Chusier nói trong buổi họp báo sau trận đấu U23 Việt Nam hòa U23 Singapore với tỷ số 2-2. Chắc chắn đứng nhất bảng C và giành quyền tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2024. U23 Việt Nam bước vào trận đấu với U23 Singapore với tâm lý thoải mái. Huấn luyện viên Philippe Chusier tạo ra đến 8 sự thay đổi trong đội hình xuất phát của U23 Việt Nam, chỉ giữ lại 3 cầu thủ đá chính ở 2 trận trước. Ông Chusier cho biết, tỷ số này không phải là mục tiêu chúng tôi đề ra đầu trận. Xét về các thông số như kiểm soát bóng, số cơ hội, U23 Việt Nam áp đảo và thông thường đội sở hữu thông số này sẽ thắng. Nhưng bóng đá không phải như vậy, đây cũng là bài học cho U23 Việt Nam. Kiểm soát bóng tốt rồi nhưng phải chơi có tính sát thương hơn và ghi được bàn thắng. Đây cũng là bài học cho tôi. Hôm nay, các cầu thủ chơi tự do hơn. Thi đấu như vậy, cầu thủ cần chính xác hơn trong các quyết định. Ông Chusier cho rằng các tình huống cố định là điểm mạnh của bóng đá Việt Nam. Tuy nhiên, các cầu thủ cần làm tốt hơn nữa và giảm tỷ trọng số bàn thắng ghi từ các tình huống cố định. Điều này xuất phát từ việc V-League luôn có nhiều bàn thắng cố định và ngoại binh chất lượng chiếm ưu thế. Vấn đề này không thể cải thiện một sớm một chiều. Mục tiêu của tôi là giúp U23 Việt Nam chơi sòng phẳng với các đối thủ. Đội bóng cần có nhiều bàn thắng hơn từ các tình huống mở. Các cầu thủ đang dần tự tin hơn. Trận này, U23 Việt Nam kiểm soát bóng tới 85%, nhưng các cầu thủ chưa tìm được những phương án xử lý bóng chính xác trong các tình huống bóng mở. Hai bàn thắng đến từ đá phạt nền và góc, nhà cầm quân người Pháp nói. Trong khi đó, tiền vệ Nguyễn Hữu Nam thừa nhận bản thân bị áp lực và tâm lý đè nặng khi là người phản lưới khiến U23 Việt Nam bị gỡ hòa. Cầu thủ chơi cho PVF Công an Nhân dân mong bản thân có thể tiến bộ hơn trong các pha bóng phòng ngự cố định. Anh bày tỏ niềm vui khi mình có thể ghi bàn thắng để lập công chuộc lỗi.